Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Lâm Khánh Chi được biết đến là nữ hoàng chuyển giới xinh đẹp nổi tiếng của showbiz Việt. Từ khi được trở thành chính mình, Lâm Khánh Chi nhan sắc của cô càng ngày càng thăng hạng. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã liên tục đăng tải những hình ảnh xinh đẹp của mình lên trang cá nhân. Nhiều khán giả cho rằng Lâm Khánh Chi đang có màn mỉa mai đầy sâu cay sau thời gian bị người khác tung một loạt ảnh xấu xí với mục đích dìm nhan sắc. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Lâm Khánh Chi thâm thúy trên trang cá nhân rằng, soi gương đi em rồi nói chuyện với chị. Cùng với đó, nữ ca sĩ chuyển giới tung clip chứng minh nhan sắc ngày càng xinh đẹp của mình. Hành động đáp trả của Lâm Khánh Chi nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng là nữ ca sĩ chuyển giới vẫn quá sân si khi mà chuyện đã qua từ lâu nhưng vẫn nhắc lại. Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực cho rằng những bức ảnh bị tung ra trước đây nhằm mục đích chơi xấu, dìm Lâm Khánh Chi nên nữ ca sĩ bức xúc là điều hiển nhiên. Trước đó trên mạng xã hội bất ngờ loạt ảnh xấu xí nhất của Lâm Khánh Chi bị tung ra. Ngay sau đó nữ ca sĩ đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng người này đang cố tình dìm mình. Để chứng minh nhan sắc xinh đẹp, Lâm Khánh Chi tiếp tục tung ra những siêu phẩm lung linh của mình. Kể từ sau khi rạn nứt với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi dường như chú ý vào việc chăm sóc bản thân nhiều hơn hẳn. Không chỉ minh chứng cho cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc, người đẹp chuyển giới còn tự công nhận bản thân trẻ trung trông thấy, nhất là khi Lâm Khánh Chi tự nhận lão hóa ngược, người hâm mộ cũng không ngớt lời khen. Mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân với hình ảnh cưa sừng làm ngé khi đeo nơ, cột tóc cao. Chưa kể nữ ca sĩ còn tự cảm thán nhan sắc hiện tại. Em bị lão hóa ngược hả bé Chi? Phải nói Lâm Khánh Chi đang rất tự tin với nhan sắc hiện tại của mình. Sau thời gian trùng tu để trông trẻ trung hơn thì nay Lâm Khánh Chi đã nhận được kết quả tốt đẹp. Chẳng những trẻ già trông thấy mà cô nàng còn khiến dân tình trầm trồ trước làn da sáng hồng và thần thái tươi tắn. Từng gặp nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng nữ ca sĩ dần được quả ngọt sau những hy sinh của mình. Từ chàng ca sĩ Lâm Chí Khanh được bao cô gái ngưỡng mộ, Lâm Khánh Chi đã đánh đổi tất cả để sống thật với mình. Cuộc sống viên mãn bên chồng con, kinh doanh thời trang phát đạt, Lâm Khánh Chi dường như đang sống cuộc sống mà ai cũng phải mơ ước. Là người chuyển giới, Lâm Khánh Chi chứng minh ai trong cuộc đời này cũng có thể trở nên hạnh phúc, chỉ cần có niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là Tin Tức Mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!